Vai chính đó là một đĩa ngan tôi đã lọc sẵn và tôi đã thái sẵn nha, rất sạch sẽ ngon lành. Wow, tiếp theo không thể thiếu đó là hai quả ớt khổng lồ tôi. Các bạn thấy thế nào ạ? To không ạ? Rất là khổng lồ luôn. Các bạn thấy khổng lồ chưa? Một xanh một đỏ. Tiếp theo đó là lọ súp thần thánh của tôi hen và một chút hạt tiêu, hành khô tôi đã băm và thái nhỏ, sả tôi cũng thái nhỏ và đã băm. Hành tươi tôi đã rửa sạch và thái. Các bạn ơi, cái này tôi thái dài nhá, từ 4 đến 5cm nha các bạn nhá. Wow, xì dầu chin su, tỏi ớt. Wow, dầu mè các bạn ơi, để cho tí màu mè nó ngon hen. Dầu hạt điều cũng cho tí màu mè đẹp hen. Tiếp theo, nước tương đậu nành, nước mắm cho thơm hen, và một chút dầu ăn. Chương trình xào của chúng ta chính thức được bắt đầu. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc ớt và một con dao thật là xinh xắn và sắc bén hen. Và chúng ta sẽ bắt đầu bổ quả ớt của chúng ta. Chúng ta bỏ lõi đi các bạn nhé. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ thái theo chiều dài của quả ớt. Chúng ta thái độ mỏng vừa phải, không mỏng quá mà cũng không dày quá các bạn ạ. Wow, vậy là tôi đã thái xong các bạn nhé. Bắt đầu bật bếp lên nào các bạn ơi. Và chúng ta cho dầu ăn vô. Chúng ta cho ít thôi nhá, không cần cho nhiều quá các bạn ạ. Cho nhiều quá thì nó sẽ không đảm bảo đâu, béo lắm. Lúc này dầu ăn của chúng ta đã nóng lên rồi. Thì chúng ta sẽ cho sả chúng ta vào này, hành này, chúng ta sẽ đảo đều lên các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho nó vàng lên các bạn ạ.
Khi mà bắt đầu vàng rồi chúng ta sẽ cho một chút nước mắm cho thơm các bạn nhá. Wow, các bạn thấy thơm chưa? Và lúc này chúng ta sẽ cho ngan chúng ta vào. Chúng ta cho một thìa súp cà phê các bạn nhé. Chúng ta đảo đều lên. Tiếp theo chúng ta cho một chút nước. Chúng ta cho một chút nước lọc. Chúng ta xào. Vừa đảm bảo là ngan không bị cháy, mềm mà lại ngon các bạn nhé. Các bạn lần sau cứ làm thử xem. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một nửa nước tương hạt đậu lành, xì dầu chúng ta cho 1/3 thìa, dầu mè chúng ta cho 1/2 thìa, tất cả đều là thìa canh các bạn nhé, và hạt điều chúng ta cũng cho 1/2 thìa, và chúng ta sẽ đảo đều lên các bạn nhé. Lúc này chúng ta cho lửa to lên, chúng ta cho lửa mạnh lên. Và chúng ta cho ớt chúng ta vào. Chúng ta lưu ý đảo đều. Và lúc này chúng ta sẽ rắc hạt tiêu vào các bạn nhé. Vâng, vậy là món ngon của tuần tôi đã xong. Xin mời. Vâng, các bạn thấy thế nào ạ? Có ngon không ạ? Có dễ làm không ạ? Vâng, và rất là bổ dưỡng. Và chương trình video của tôi đến đây hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi để chúng tôi có những video mới hay hơn, tuyệt vời hơn, đem đến những món ngon cuối tuần tuyệt vời hơn nữa đến các gia đình của bạn trong những dịp cuối tuần. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.